Xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bác sĩ ơi tại sao được phát 16 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị thân mến, sau khi chương trình với chủ đề là về viêm khớp, viêm đa khớp lên sóng thì chúng tôi nhận được rất nhiều những câu hỏi từ phía quý vị khán giả, không biết phải làm sao để vừa chữa được bệnh mà không ảnh hưởng đến dạ dày. Để giải đáp những thắc mắc này của quý khán giả, ngày hôm nay tôi có mời đến phim trường bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bá Tước, là trưởng khoa nội thần kinh Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào bác sĩ ạ. Kính chào MC Thanh Phương, kính chào quý vị khán giả. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình. Và trước hết, kính mời bác sĩ và quý vị khán giả cùng theo dõi tiểu phẩm của chương trình ngày hôm nay. Anh Dạ. Thôi ơi, rồng ghế nhà tôm ngồi xuống một chút. Ngồi đi, anh đi pha ấm trà mời em uống nha. Ai à, cái gì vậy? Tôi chưa đụng gì vô người anh nha. Nhà anh có camera không? Chưa đụng vô người vậy anh nha. Bị gì vậy? Đau khớp đầu gối 4 năm nay rồi. Trời, tôi uống bao nhiêu thứ thuốc rồi, từ thuốc nam tới thuốc bắc tới thuốc tây, các loại thuốc. Trời đất ơi, mà sao nó không hết, nó cứ tái đi tái lại hoài. Chuyên trị, thấy chưa? Người ta còn bị nặng hơn anh. Ồ gì hả? Ta có bài hết. Là bó vậy đó hả? Không phải, có đủ thứ chuyện, lát tôi chuyện cho nghe. Tôi ngủ không có được nha bà. Đau đầu đúng không? Trời ơi, 4 5 giờ sáng phải ngồi dậy xoa bóp cái đầu gối. Bởi vậy tôi với ông bây giờ là giống như là đồng bệnh tương lân vậy đó. Nhưng mà hôm nay tôi nghiên cứu được thứ rồi, tôi phải phóng qua đây. Tôi báo cho anh liền. Chuyện gì gì? Có cái cây móng quỷ. Gọi là cây móng quỷ hả? Để tôi sợ trên mạng cái... coi. Ừ. Quỷ nè, phải coi nó chứ. Quỷ chứ, nó là quỷ. Trời ơi. Còn lấy hình của em đưa coi rồi đó, coi con quỷ. Hình của em cái gì? Trời cô luôn đó, cô Hương. Chị Lan ơi, chị nên nhớ là ngày xưa tôi với ổng học cùng trường, nếu mà tôi cua đâu tới cửa của chị. Hai đứa quen nhau. Hai đứa quen nhau. Hai người hợp rơ quá ha. Quan trọng là đồng bệnh tương lân nữa. Trời. Hai đứa tôi giống như trời xanh một cặp. Ê nè, hồi nãy giờ tôi với lại Hương là đọc cái bài cây móng quỷ nè, tôi đọc cho bà nghe. Cây móng quỷ bảo bối cho người bị đau nhức xương khớp. Đầu thế kỷ 20, người Đức họ phát hiện ra cái loại cây này. Vậy hả? Họ mang về, họ nghiên cứu thì thấy đây là cái cây thuốc thảo dược điều trị được bệnh xương khớp. Vì trong cây nó có cái chất gọi là habaguside, giúp giảm đau, giảm viêm trong điều trị của bệnh khớp. Thôi anh ơi, thông tin trên mạng nói tùm lum đa chiều lắm. Yên tâm đi, em đã có cách điều trị cho anh rồi. Cách gì? Cách gì vậy? Đó rồi đi. Cái gì vậy? Gỡ cái gì cộm cộm gì cái đầu gối vậy? Em đang bó đó. Bó cái gì? Chổng là em đi ra chợ, em mua lá thuốc. Về xong cái em nấu, mình lấy cái nước mình uống. Xong cái em lấy cái bả đó, em bỏ vô, em bó cái chân lại. Để em bó hai chân luôn nè. Đó, em thí nghiệm cho anh thấy. Một lát em làm cho anh. Chị nghĩ coi, cây này nọ nhiều khi á, uống tập bậy vô là trúng độc. Mà chưa nữa, nội mà ta xịt thuốc trừ sâu thôi ha. Chị nào uống vô nó trúng lại một cái thì nó nói nha. Với lại ổng cứ than đau hoài à, cho nên chị hay lấy cái thuốc giảm đau cho ổng uống lắm. Mà bà lấy thuốc giảm đau uống bớt nó đau là thì... thuốc giảm đau uống vô, chỉ khi uống viên thuốc vô, nó khống chế dây thần kinh trên đầu của mình dẫn xuống đó. Có nghĩa là nó nói không đau, thật ra chỗ này nó vẫn đau. Sau khi mình uống một thời gian, nó sẽ hại thêm thận và bao tử. Thôi bây giờ cách gì cũng không được hết. Mà nãy nói sao, cái cây gì quỷ hả? Cây móng quỷ. Quỷ giờ hả? Muốn biết cái chuyện mà mình đang bàn cãi là có ai đúng ai sai, bây giờ mình phải nhờ người tư vấn. Nhờ đúng ai? Nhờ bác sĩ tư vấn đi. Cho an toàn, bác sĩ đâu? Đó, bác sĩ nè. Dạ thưa bác sĩ, bệnh thấp khớp hay là viêm khớp dạng thấp là một chứng bệnh cũng khá là phổ biến và có thể gây ra những biến chứng đối với người bệnh. Bác sĩ có thể chia sẻ những cái biến chứng nào mà người bị bệnh viêm khớp dạng thấp có thể gặp phải ? Viêm khớp dạng thấp nghĩa là bệnh nhân bị viêm, người ta gọi là đối xứng, bên này bị, bên kia bị, những cái khớp nhỏ, khớp bàn ngón nè, khớp gối nè, khuỷu tay, khớp cổ tay nè, ngón tay nè. Mà đó là một cái bệnh lý mà tới bây giờ nguyên nhân người ta cũng không rõ. Thì cái điều trị cũng như là hỗ trợ trong điều trị rất là khó. Chính cái đó mà nó có thể gây ra những biến chứng như là teo cơ nè, hay là biến dạng khớp nè, ảnh hưởng tới những cái dây chằng khớp làm cho bệnh nhân đi lại khó khăn nè, thay đổi dáng đi. Những ngón tay nhiều khi họ bị quẹo, nó cong quẹo, nó không thể nắm với nhau được, ta gọi là ngón tay cổ cò hoặc là ngón tay gió thổi. Trong bệnh viện tôi thì có những trường hợp nó bị toàn tàn phế, bệnh nhân không đi được luôn á. Dạ thưa bác sĩ, trong số những câu hỏi của quý vị khán giả gửi về cho chương trình thì có một khán giả thắc mắc có cái cây thảo dược có tên gọi là cây móng quỷ rất được ưa chuộng tại Đức. Cây móng quỷ thì nó có hiệu quả như thế nào trong điều trị các bệnh về thấp khớp và viêm khớp ? Cây móng quỷ thì nó là một cây mà được ưa chuộng ở Đức, mà người ta gọi là dược liệu điều trị luôn. Đức nghiên cứu từ thế kỷ 20 lắm. Người ta làm nghiên cứu về tác dụng giảm đau kháng viêm của nó trong 2 tháng và với cái số lượng bệnh nhân là khoảng trên 600. Sau 2 tháng đó người ta thấy rằng cái hiệu quả giảm đau nó khoảng 90%. Tại sao cây móng quỷ nó có tác dụng đó? Trong móng quỷ khi người ta nghiên cứu thì người ta thấy nó có những cái chất mà nó ngăn ngừa được cái enzyme gây phá hủy xương khớp, hoặc chất chính của cây móng quỷ đó là cái tên là habaguside.
ngăn ngừa được cái tình trạng mà tổn thương sụn khớp á, mà nó lại ít tác dụng phụ, cái điều đó là điều rất đáng quý. Thưa bác sĩ, có một câu hỏi của một vị khán giả tên là Hoàng Thanh ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về việc là bố tôi bị viêm khớp dạng thấp 2 năm và đang sử dụng một sản phẩm có chiết xuất từ vỏ liễu trắng và chiết xuất móng quỷ. Xin bác sĩ cho biết là sự kết hợp của chiết xuất cây móng quỷ và vỏ liễu trắng trong điều trị thấp khớp và viêm khớp thì có tác dụng như thế nào ạ? Khi mà kết hợp của cây vỏ liễu trắng với lại cái cây móng quỷ thì nó giúp cho bệnh nhân nhất là kháng viêm giảm đau. Chúng ta cũng biết rồi, đau bệnh nhân bớt đau, bớt viêm. Hypercortisone trong cái cây móng quỷ để nó giúp cho ngăn ngừa được cái thư sụn khớp, tạo được cái dịch khớp trong khớp, làm cho bệnh nhân bớt viêm, bệnh nhân bớt tình trạng khô khớp và bớt cái tổn thương sụn. Như bác sĩ vừa mới chia sẻ, cây vỏ liễu trắng và cây móng quỷ có tác dụng rất là tốt trong việc điều trị viêm khớp, thấp khớp. Tuy nhiên còn về vấn đề đau dạ dày thì như thế nào ạ? Về sự kết hợp này nó có ảnh hưởng gì đến dạ dày hay không ạ? Tất cả thuốc tân dược, thuốc nào khi điều trị lâu dài nó cũng ảnh hưởng tới dạ dày hết, gây viêm hoặc gây loét dạ dày. Cái chế phẩm mà kết hợp cây vỏ liễu trắng và cây móng quỷ thì trên cái nghiên cứu thực tế trên bệnh nhân có rất ít cái trường hợp nó bị ảnh hưởng cái đường tiêu hóa, giống như mình nhân bị đầy bụng. Như cái trường nghiên cứu của cây móng quỷ thì nó khoảng chừng 600 bệnh nhân, nhưng mà nó chỉ có khoảng 2 trường hợp nó bị thôi, thì cái điều đó nó cũng là rất là đáng mừng. Những cái sản phẩm về đau nhức xương khớp thị trường bây giờ thật tôi nói rất là nhiều. Đánh giá được nó tốt hay không thì cần phải có một cái cơ quan nào đó, thường những sản phẩm nào được qua cấp phép của Bộ Y tế hoặc ở những cái công ty mà có uy tín thì nó giúp cho mình an tâm hơn trong điều trị. Đồng thời nó có được chứng minh được trên lâm sàng nó có hiệu quả thì người bệnh càng được yên tâm về cái hiệu quả của nó. Tất cả những cái bệnh lý khuyên là nên tới một cái cơ sở y tế tốt, chẩn đoán xét nghiệm rõ ràng. Còn không thì mình nên, nếu điều trị đông tây y kết hợp với đông y được thì nó bớt được tác dụng phụ của thuốc, đồng thời nó làm nâng được cái chất lượng sống của người bệnh thì cái điều đó nên làm. Và cũng nên sau khi quá trình điều trị khoảng 3 tháng, 4 tháng gì đó mình nên kiểm tra lại. Mình nên tới bác sĩ nào đó cũ để mình người ta cho mình làm xét nghiệm lại, kiểm tra lại. Để giảm rõ rệt chứng sưng đau nhức khớp, ngăn ngừa bệnh nặng hơn và biến chứng ở các bệnh viêm khớp, thấp khớp, các bác sĩ chuyên khoa sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng, sử dụng thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, có chế độ nghỉ ngơi và dinh dưỡng hợp lý khi xuất hiện những cơn đau khớp, tập các động tác vật lý trị liệu nhẹ nhàng, chơi các môn thể thao tốt cho hệ xương khớp như bơi lội, yoga theo sự hướng dẫn của những người có chuyên môn. Nên sử dụng sản phẩm có phối hợp các chiết xuất từ cây móng quỷ với vỏ liễu trắng, giúp giảm viêm khớp, bảo vệ và tái tạo sụn khớp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, duy trì chức năng vận động ở các bệnh nhân xương khớp. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và sau khi lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiểu phẩm để xem rằng các nhân vật sẽ giải quyết tình huống ra sao nhé. Thì ra là tôi bị viêm khớp gối thấp khớp, nhưng mà tôi điều trị sai cách cho nên nó cứ tái đi tái lại hoài. Nhưng mà cứ uống hết thuốc này tới thuốc khác mà vẫn không hết là sao? Tôi biết mà, tôi đồng bệnh tương lân mà. Chứ đại tôi là chiều cao giới hạn, hay mang giày cao gót, tôi còn dễ chàng dịch gối nè. Còn đau khớp tôi mới bó cái giò tôi nữa chứ. Đủ chuyện đó. Nhưng mà bác sĩ nói xu hướng mới trong điều trị xương khớp là dùng các sản phẩm chiết xuất từ thảo dược, đặc biệt là cây móng quỷ. Đúng rồi, và vỏ liễu trắng. Thôi được rồi, để em chạy ra tiệm thuốc tây em mua cây móng quỷ và vỏ liễu trắng, cái sản phẩm mà chiết xuất từ hai cái loại cây đó. Đúng không? Đúng. Chào em nha. Đi rồi về chỗ lắm lẹ quá trời. Ủa cái gì vậy, gì vậy? Đây nè, may quá, đi ra ngoài gặp ngay bác sĩ luôn, nhờ bác sĩ tư vấn. Cái viên xương khớp này là sản phẩm tiên phong chiết xuất từ cây móng quỷ và vỏ liễu trắng, đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm viêm khớp, thoái hóa khớp, cứng khớp, thoái hóa cột sống, giảm sưng đau xương khớp, đau lưng mỏi gối và tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy đó. Cái sản phẩm này hiệu quả như thế nào vậy mình? Để em nói mình nghe. Thường sau 7 đến 14 ngày mình sử dụng sẽ cảm thấy giảm đau sưng, sau 2 đến 4 tuần sẽ đi lại, đứng lên, ngồi xuống rất là dễ dàng. Đặc biệt là mình uống sau 3 đến 6 tháng là không lo đau nhức xương khớp nữa nha. Tao nói thoải mái vận động luôn đó mình. Được, hai chồng được có một cái mua một hộp cái tặng cho ông chồng luôn. Bỏ bà ngồi đây như. Yên tâm đi, tôi mua tới 2 hộp lận. Ủa vậy đứa hộp hả? Chứ sao? Nhưng mà nói chồng bà, này không phải ấy, bạn bè tôi lo nghe. Sao nữa? Phải đi khám bác sĩ đàng hoàng, ông uống thuốc giảm đau. Thời gian quá dài, nhiều khi nó hại thận, hại gan, rồi hại bao tử. Cho nên mình phải nên đi khám tổng quát lại một lần nữa. Cô Hương nói đúng đó, mình cũng nên đi khám đi. Đồng thời á, cũng tham khảo ý kiến của bác sĩ về nè, luyện tập nè, thuốc men nè, ăn uống nè, sinh hoạt hàng ngày. Hai vợ chồng tặng quà cho tôi, ngồi y đó đi nha, chạy về kêu ông xã tôi qua đây. Trời ơi, nói chứ kêu ông qua đây ăn cơm mua gì quá bà tức cười quá, chứ để tôi qua đây nói chuyện với ông Ninh hoài cái bà tưởng tôi lấy ông tới nơi nữa. Có nghĩa là qua đây đã xin phép ổng bên đó rồi đó hả? Không, tôi kêu ông chuẩn bị đồ ăn đi, qua đây ăn cơm với anh chị, tự nhiên bà la làng thôi, xin lỗi. Thôi đi về nhà ăn đi. Bích cửa nha,
bây giờ về ngủ một chồng bà liền, ngủ hai chồng bà đi ăn. Vậy đi, đợi đợi tôi nha. Vậy nha. Đợi nhanh anh. Ừ. Hay quá. Bé bự, bé bự. Quý vị thân mến, mong rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, quý vị đã hiểu thêm về căn bệnh viêm khớp dạng thấp và có những cách điều trị hợp lý. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình lần sau.